kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Kính thưa quý vị, phần tin tức của đài truyền hình chúng tôi hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Can thiệp vào Syria, giải pháp quân sự nào cho Paris? Quân đội Hy Lạp bắn cảnh cáo nhằm vào trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Donald Trump từ chức. Tổng thống Hoa Kỳ hủy chuyến công du để giải quyết tình hình Syria. Nhà hoạt động kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và sau đây là phần mở đầu điểm tin thế giới. Quan đến câu hỏi can thiệp vào Syria, giải pháp quân sự nào cho Paris? Hoa Kỳ và Pháp cam kết sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhắm vào chế độ Damas bị nghi ngờ cùng chất hóa học tấn công phe nổi dậy. Trong trường hợp quyết định can thiệp quân sự vào Syria, nước Pháp sẽ có những giải pháp quân sự nào? Nhiều tình huống đang được Paris nhắm đến. Giải pháp thứ nhất có vẻ khả thi nhất là điều chiến đấu cơ Rafale có trang bị tên lửa hành trình Scalp. Tầm bắn trên 250 km cho phép các phi công nằm ngoài vùng phòng không của Syria. Chọn lựa thứ hai là Rafale có thể cất cánh từ nước Pháp do chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trong giai đoạn tu sửa ở Toulon. Nên việc tiếp liệu cho Rafale phải được thực hiện nhiều lần. Điều này đòi hỏi một sự phối hợp hành động phức tạp hơn và tốn nhiều thời gian hơn, nhất là trong trường hợp Pháp đơn phương hành động. Nhìn từ góc độ tác chiến, một tấn công Hoa Kỳ và Pháp có lẽ sẽ làm cho nhiệm vụ của phía Pháp đơn giản hơn và làm tăng cơ hội đánh trúng mục tiêu nhiều hơn. Ông Corentin Brustlin giải thích, tàu ngầm của Hoa Kỳ có thể bắn tên lửa hành trình có tầm bắn xa hơn tên lửa Scalp của Pháp. Những tên lửa này có thể được các chiến đấu cơ điện tử hỗ trợ nhằm làm nhiễu hệ thống radar, dù rằng không chắc là công nghệ đó có thể vận hành được với loại S-400 hay không, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tuần tra Biển Đông. Nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu vào ngày 10 tháng 4 tiếp tục cuộc diễn tập mà quân đội Hoa Kỳ gọi là hoạt động huấn luyện thường kỳ theo thông lệ tại khu vực Biển Đông. Nhóm tàu cũng hướng về Philippines thực hiện chuyến thăm cảng tại nước này. Hãng Reuters loan tin nói trong khoảng thời gian 20 phút, có 20 chiến đấu cơ F-18 cất cánh và đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt. Một nhóm tướng lãnh giới chức và báo chí Philippines được lên thăm tàu USS Theodore Roosevelt. Phó Đô đốc Steve Kohler, chỉ huy nhóm tàu tác chiến, phát biểu với các vị khách và phóng viên rằng thấy có tàu Trung Quốc xuất hiện gần những tàu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các tàu đó không làm gì ngoài những hoạt động chuyên nghiệp của họ thôi. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đi vào Biển Đông chỉ ít ngày sau khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển này, mà theo một số nhà phân tích là cuộc phô diễn bất thường sức mạnh hải quân đang lên của Trung Quốc, thưa quý vị. Đình công gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho Air France. Vào ngày 10 tháng 4, hãng hàng không Air France của Pháp cho biết các cuộc đình công của nhân viên hãng này từ tháng 2 vừa qua ước tính gây thiệt hại khoảng 170 triệu euro,
Theo Air France, các phi công, tiếp viên và nhân viên đặt mặt đất của hãng sẽ tiếp tục đình công trong 2 ngày, ngày 10 đến ngày 11 tháng 4, đưa tổng số ngày đình công lên đến 7 ngày kể từ khi đình công bắt đầu vào ngày 22 tháng 2. Air France cho biết, 1 trên 4 số chuyến bay trong ngày 10 tháng 4 sẽ bị hủy bỏ, trong khi thông tin về các chuyến bay trong ngày 11 tháng 4 sẽ được thông báo sau. Ước tính đợt đình công 7 ngày trong thời gian từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 11 tháng 4 sẽ gây thiệt hại cho Air France khoảng 170 triệu euro. Dự kiến đình công vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày 17, 18, 23 và 24 tháng 4 tới. Các nghiệp đoàn cho rằng các nhân viên của Air France xứng đáng được trả lương cao hơn sau khi chính sách thắt lưng buộc bụng của hãng trong nhiều năm qua đã đem lại kết quả kinh doanh tốt cho hãng. Kể từ năm 2011, Air France đã ngừng tăng lương cho nhân viên, thưa quý vị. Tin liên quan đến Nga cảnh cáo Hoa Kỳ về các hậu quả trầm trọng nếu Syria bị tấn công. Ngoại trưởng Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia, vào hôm thứ Hai nói rằng Moscow đã cảnh cáo Hoa Kỳ về các hậu quả trầm trọng nếu Washington có quyết định mở cuộc tấn công vào Syria, sau khi có tin cho hay chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học trong khu vực giành thành phần nổi dậy chiếm đóng. Ông Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng không hề có tấn công hóa học. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley nói với Hội đồng Bảo an rằng Washington sẽ có biện pháp đáp trả về cuộc tấn công vào một thị trấn do phía nổi dậy kiểm soát ở Syria, bất kể là Hội đồng Bảo an có hành động gì hay không. Chúng ta đã tới lúc mà thế giới phải nhìn thấy công lý được thi hành, bà Haley nói. Lịch sử sẽ ghi lại rằng đây là thời điểm mà Hội đồng Bảo an thi hành nhiệm vụ của mình hay cho thấy hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dân Syria, bà Haley cảnh báo. Dù thế nào đi nữa, Hoa Kỳ sẽ đáp trả, bà nhấn mạnh, thưa quý vị. Đất nứt hàng cây số, lục địa Phi Châu đang bị chia đôi. Một đường nứt lớn trên mặt đất dài hàng cây số tự nhiên xuất hiện gần đây tại miền Tây Nam nước Kansas, châu Phi. Đường nứt này càng ngày càng lớn dần, làm đổ luôn cả xa lộ lớn Nairobi Narok và kéo theo nhiều cơn chấn động địa lý trong khu vực này. Khi lớp vỏ trên mặt đất bắt đầu mỏng đi và rạn nứt, lớp phủ phía dưới và những hoạt động của chúng lâu nay bị kìm hãm sẽ được cơ hội thoát lên cùng với sức nóng của nó. Đường nứt tại Kansas nằm dọc theo ranh giới của hai địa mảng Nubian và Somalian trong hệ thống những đường nứt miền đông Phi Châu là một trong những trường hợp này. Hiện tượng đang xảy ra tại Kansas được các chuyên gia gọi là Continental Rifting, nghĩa là khi có lớp vỏ ngoài cùng trái đất thạch quyển bị tác động mạnh từ bên ngoài, nó sẽ mỏng đi và bị nứt ra, tạo nên những thung lũng với những đường nứt của nó. Và đây là biểu hiện đầu tiên khi các châu lục bị phân chia theo tự nhiên, thưa quý vị. Tin liên quan đến quân đội Hy Lạp bắn cảnh cáo nhằm vào trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào ngày 10 tháng 4, một nguồn tin quân sự Hy Lạp cho biết, quân đội nước này đã bắn một số phát súng cảnh cáo nhằm vào một trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến thực trăng này tiếp cận không phận đảo Ro, nơi đánh dấu biên giới hai bên trên biển Aegean. Nguồn tin này từ Hy Lạp cho biết, việc bắn cảnh cáo được thực hiện theo mệnh lệnh nhằm yêu cầu chiến trực thăng ra khỏi vực giáp ranh biên giới của Hy Lạp. Nguồn tin này cũng cho biết chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã bay dọc giới hạn ngoài của khu vực phân chia kiểm soát không phận giữa hai quốc gia. Các số liệu phân tích sau đó cho thấy chiếc trực thăng đã không vi phạm không phận Hy Lạp. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 9 tháng 4 khi hai nước thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, nhất là kể từ khi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai binh lính Hy Lạp vì xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Hy Lạp khẳng định hai binh sĩ này đã vô tình đi vào khu vực thuộc địa phận nước láng giềng khi đi tuần tra. Căng thẳng quan hệ song phương cũng đang gia tăng trong những tháng gần đây khi Hy Lạp cứng rắn bảo vệ chủ quyền trên biển Aegean, khu vực vốn tồn tại nhiều tranh chấp chủ quyền lâu dài giữa hai quốc gia, thưa quý vị. Tin liên quan đến Trung Quốc muốn lập căn cứ quân sự thường trực tại Vanuatu.
Theo nhật báo Úc Sydney Morning Herald, trích dẫn nhiều nguồn tin xin ẩn danh, thì dù chưa có đề nghị chính thức nào, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành đàm phán sơ bộ với chính quyền Vanuatu về việc thiết lập một căn cứ quân sự thực thụ tại đảo quốc này. Ý đồ của Trung Quốc sẽ thực hiện theo từng bước. Thoạt đầu sẽ chỉ đề nghị Vanuatu ký thỏa thuận cho phép chiến hạm Trung Quốc neo đậu thường trực tại đấy và được tiếp tế nhiên liệu và hậu cần. Giai đoạn tiếp theo mới là việc xây dựng căn cứ quân sự. Ngay sau khi thông tin về ý đồ quân sự của Trung Quốc được công bố, chính quyền đảo quốc Vanuatu đã cực lực phủ nhận, cho rằng thông tin của tờ báo Úc không xác thực. Bắc Kinh vào hôm nay cũng kiên quyết bác bỏ tin trên, với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sáng gọi đó là một thông tin thất thiệt, thưa quý vị. Tại diễn đàn Bát Ngao, Tập Cận Bình hứa mở cửa nền kinh tế Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình hứa mở cửa hơn nửa nền kinh tế Trung Quốc, phát biểu trong phiên khai mạc diễn đàn châu Á Bát Ngao. Ngày 10 tháng 4, ông Tập Cận Bình cũng cam kết hạ mức thuế ngay trong năm đối với một số mặt hàng, trong đó có xe hơi, và lên án tâm lý chiến tranh lạnh. Không hề nhắc đến tên của Tổng thống Hoa Kỳ, cũng chẳng nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng Chủ tịch Trung Quốc làm người nghe liên tưởng ngay đến cuộc chiến thương mại đang gặm nhấm Bắc Kinh và Washington. Ông phát biểu, trong một thế giới khát khao hòa bình và phát triển, tâm lý chiến tranh lạnh sẽ không có lợi. Và như thế, để chế giễu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với xe hơi cũng như nhiều sản phẩm khác. Ông khẳng định, Trung Quốc muốn nhập khẩu nhiều hơn đối mặt với chính sách bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc muốn chơi lá bài mở cửa vì ông Tập có lẽ lo lắng là những lời đe dọa của Hoa Kỳ đánh thuế hàng nhập khẩu Trung Quốc có thể gây bất ổn cho nền kinh tế nước này, thưa quý vị. Tòa án Malaysia phán quyết quỹ 1MDB không làm mất 3,7 tỷ Mỹ Kim. Theo tờ Straits Times, Tòa án tối cao Malaysia vào ngày 9 tháng 4 đã ra phán quyết khẳng định không có bằng chứng buộc tội quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, được gọi tắt là 1MDB, làm mất 3,7 tỷ Mỹ Kim. Phán quyết của tòa còn cho rằng không có bằng chứng buộc tội của các thành viên ban lãnh đạo của công ty có các hành động sai trái. Thẩm phán Nick Hasmat Nick Mohamed cho biết Tổng trưởng lý và Ủy ban chống tham nhũng Malaysia trước đó đã tuyên bố rằng Thủ tướng Najib Razak không liên quan đến bê bối của quỹ 1MDB. Thẩm phán Nick Hasmat Nick Mohamed đưa ra phán quyết này sau khi thụ lý đơn của Thủ tướng Najib cùng 13 lãnh đạo của quỹ 1MDB, trong đó phủ nhận cáo buộc của cựu nghị sĩ Mohamed Izamot Noor về việc quỹ này làm mất 3,7 tỷ Mỹ Kim và các thành viên ban lãnh đạo công ty phải chịu trách nhiệm về việc này, thưa quý vị. Tiếp theo cũng là bản tin liên quan đến Malaysia. Cảnh sát Malaysia trấn áp tội phạm có tổ chức trên toàn quốc. Trong chiến dịch truy quét tội phạm triển khai trên phạm vi toàn quốc từ cuối tháng 3 tới nay, các đơn vị đặc nhiệm của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã bắt giữ 82 đối tượng là thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur dẫn thông báo vào ngày 10 tháng 4 của RMB cho biết, trong số các đối tượng bị bắt có 3 cảnh sát và 2 người từng được phong là Datuk Seri và Datuk, những chức danh cao quý trong xã hội Malaysia. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều loại vũ khí, tiền mặt, đồ trang sức, phương tiện đi lại và tài sản giá trị khác. Chiến dịch trên được thực hiện sau khi cảnh sát thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor tổ chức điều tra bí mật, thu thập các thông tin tình báo về các tổ chức tội phạm có tổ chức. Tham gia chiến dịch ngoài các đơn vị chức năng của cảnh sát RMP, thủ đô Kuala Lumpur và Selangor còn có các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của RMP như lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức, lực lượng đặc nhiệm chống tệ nạn xã hội, cờ bạc và băng nhóm, đơn vị cảnh sát chống rửa tiền, thưa quý vị. Tin liên
quan đến Triều Tiên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 10 tháng 4, hãng tin Yonhap dẫn lời một nhà ngoại giao Triều Tiên tái khẳng định việc Bình Nhưỡng vẫn cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng các hoạt hành động đồng thời theo từng giai đoạn. Nhà ngoại giao yêu cầu giấu tên trên cho hay, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết bằng các biện pháp đồng thời theo từng giai đoạn. Quan chức này đã tháp tùng Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tham gia cuộc gặp cấp bộ trưởng của phong trào không liên kết ở thủ đô Baku của Azerbaijan trong tuần trước. Động thái này cho thấy các cơ chức ngoại giao Triều Tiên đang nỗ lực giành sự ủng hộ của các cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thưa quý vị. Tin liên quan đến Colombia bắt giữ lãnh đạo đảng FARC theo lệnh truy nã của Hoa Kỳ. Theo phóng viên thân Hoa xã Việt Nam tại Nam Mỹ vào ngày 10 tháng 4, cơ quan công tố Colombia đã thông báo bắt giữ ông Jesus Sandrich, lãnh đạo của đảng lực lượng cách mạng thay thế chung, được viết tắt là FARC, theo một lệnh truy nã quốc tế của Hoa Kỳ thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế với cáo buộc dính líu tới hoạt động buôn ma túy. Tổng công tố Colombia Nestor Humberto Martinez nêu rõ lệnh bắt giữ cũng yêu cầu dẫn độ nhân vật này về Hoa Kỳ để xét xử theo tội danh đã bị cáo buộc. Cơ quan công tố khẳng định đã nắm tay trong tay các bằng chứng điện tử, văn bản và hình ảnh về sự dính líu của ông Sanchez vào các hoạt động buôn lậu ma túy. Trong khi đó, phát biểu sau vụ bắt giữ, Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos cho biết nhà chức trách đã có đầy đủ bằng chứng về vai trò của ông Sandrich trong hoạt động buôn ma túy sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết. Đồng thời khẳng định nếu những bằng chứng này được xác thực, ông sẽ ký lệnh dẫn độ nhà lãnh đạo FARC về Mỹ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại.